Và sao cho tất cả những người anh em và những kế hoạch của năm nay và năm sau và tiếp mãi về sau nữa. We never stop, man. Let's run it. Yeah. Yeah, yeah. Đứa con của Hà Nội, motherfucker, I'm back. Chiến thắng là của tao, tao nắm ở trong tay, bitch. Và từ khi lên cấp cho đến khi tao về nhà thì tao nhận được ở đây phải là ngân lửa. Và từng cuộc tiên lớn bỗng nhiên bản thân lại cảm thấy là đi được mẹ, tao là thân thường. Muốn cản được bọn tao thì cần đến một binh đoàn, chứ chỉ mới tăng hơi đờ đéo thêm cân được. Và tao lại show beats rồi bây giờ thành under trap khi nghe đổ bộ và tao mới sập bước. Chỉ vì tao hâm bồi như Kendrick, nhưng một khi tao đã chơi thì khóc khi như là ASAP. Cảm thấy vui thì tao bật beat lên rap như mình đã sẽ cắt giọng tao bên mai sẽ đánh cây vàng. Và khi mày biết thức dậy nghi cả cái là mày biết được sức nặng của tờ giấy. Tao on stage và turn up with the game, và tao biết rồi mọi thứ nó cũng sẽ đâu vào đấy. Thằng anh tao nói là yeah. Bài này nó sáng như là vì sao mà nghe nó sang, đó là vì tao bỏ qua bữa sáng. Tao ăn tô băng flow vẫn cảm thấy chưa đủ và đói sao. Đói thì tao ăn, ăn như là sói, hút là để khói để cái phòng này ngập tràn. Đi đến show nào là phải căng để sắp sàng, biến nó cho móc của bọn ta để tập đoàn. Yeah. Và tao thấy mấy cái túi trong the store, và tao muốn mẹ tao mua không cần lo. Và tao rap để được thấy mình tự do. Yeah, yeah, và tao biết mình phải up lên thật cao. Là mày biết tao sẽ nổi như là phao, là mày biết nhà tao hot nên mày down. Yeah, yeah. Từng là cái thằng không để đổ xăng tràn bình, giờ là cái thằng chung nó ngóng qua màn hình. Là Picasso vẽ ra flow trên tầng 8. Mấy em xinh muốn được gặp diễn chuyện ký và làm tình cảm. Đi lên Dior, Dior như Versace on the floor. Yeah, tao get the bag to hơn cả lưu. Headshot team tao get back back in the suit. Babushka boy with the V, gọi em là khoái là khi, như là thư ký của người sếp. Kết thúc hợp đồng xong rồi phi, tay cầm ba bình anh đi trước. Andre tầng bài này là viên y, nhảy trên con beat và ly nước. Nghe xong chẳng ai không thể về đúng người gì. Don't wanna fuck with the gang, ocean we mop in this game. Set đồ to flex huynh công phố nhìn như là ASAP. Go, we drop in the bank, cướp hết ánh mắt từ nhà bang. Cướp hết nhiệt độ từ nhà bang, stand for the chain. Thứ tổ tôi muốn từ nghệ thuật không phải tiền, mà là nguồn cảm hứng để lại cho người xem. Thằng em, tao rap không ngừng nghỉ, tao không có sống khoác, I'm the man. Yeah, tao quậy như là khỉ, mặc dù tao tủ rắn nên cách quậy tao độc đáo mà còn sang. Tao lớn cùng đường phố nơi có những con hẻm, kẻ thù gặp tao và đòi fan. Tao rap cho thằng anh dạy cho tao nhiều điều phải, giờ đường phố trên đầu phía cuối cùng OCD gang. Nhớ phải khởi nghiệp từ khi năm xưa tao bị bao thằng ghét bởi nó ám the shit. Giờ tao giết beat cùng anh em tao quay vì it's a lit gear realistic. Tao keep it ASAP khi tao rap tụi nó thấy tao tiến xa với DJ and they know I'm lit. Bitch trong chung fuck with the gang, đây là màn đi beat with the ocean MOP. Baby lil baby lil baby, em có thể là the real hay là shady. Em có thể là the one hay là matrix, anh sẽ nôn nếu như em chưa 18. Baby lil baby lil baby, em có thể keep it low hay là rider. Biết đâu đêm nay ta sẽ lại mất ngủ và hai mắt như designer. Panda shout out Rapidor, vùng 16 và slang ông gì đi. Represent Việt Nam, Capital, H-Town, Ocean M.O.B. Và ta chúc cho anh em nhiều sức khỏe, nếu có túi có lúc phơi đêm sau nó lại đầy. Và cuộc sống không chỉ còn là freestyle, cùng tất cả những kế hoạch nó sẽ ăn như bài này. Lên.